OK, bây giờ cá lò là thế nào? Còn nó cứ cho một cho họ tự nhiên lò lại nên một bọn này tôi khó này là cũng mua này thì chín chúa tặng liền nào bây giờ. OK, so còn nó chỉ xí liền bà cậu này thì tên đó sẽ chỉ ta xin nó cũng cho nên một cho này nó join nếu mua xin blue nó cho là một cho được biết không mong chờ lò này thì nhớ này cậu đã biết ta xin nó là gì nên tôi bỏ tao hay thì biết nó nói biết khiến này ông chỉ khó hồi điểm mong chờ lò bên mua cho gelatin mấy cái cho là uống cho lâu tao là một uống sữa thì chỉ tao mua chiu thì á thì chỉ tao uống đến đấy nên tao sẽ chỉ cho mình nhiều dầu là cho luôn luôn là nó uống tao không gì nữa. Okay, so Joy, you wanted to mua hoa uống xin blue cho đó. Nào thôi bé uống nó thì nên nó uống cái sét uống bé tôi uống đến đấy nó cho bé chỉ tao mua cho một cho họ tôi nghe nên tôi chỉ uống này nó khó liền nên chỗ uống qua xem nè. Tại sao thầu cũng cho một cho họ tự nhiên lợi này chị cũng cho một cho đi cổ này thì tên đó này chị nửa chị lê ủa này nó mà đi biết khó tên đó sợ. Ok, so now rồi muốn cho tàu hậu ta là sợ khó số to này chị nên ô quá. Ok, cũng muốn tin này chị nên chúa tan thò lọ đó này nên bỏ tàu hay tên ô quá nè. So cũng muốn cả một chả cá cho họ tự nhiên ít lê cái nó tên mà hạt chả cá cho lọ tên mà món lại nó thì sao mà cũng bài lợi này chị cú xá gần nè nè nó mua nè khó phê nhé là nè xá lý chả được biết khó cực kỳ nó thế trâu lý cho tao chế thế bù easy cho nè tên đó thế ok Okay. and it doesn't matter nè xài lùng mong lùng mẹ cà nè xá hay xí xào it doesn't matter Okay. that way là cho little kids thế là cho young kids teenager like you guys they know what to do okay I'll Okay. be right back Okay, well, first, it is very easy and fast. It's like simple ingredients you can use. Cause that the new young new net what do you young yeah. And if when you try it, it's not sweet enough, you can always add more sugar. And the recipe, it's mostly for on like your perspective, like how much you want sweetness or how vibrant you want the color to be. You could add more than one flavor, unflavored gelatin. You can add more than one color, Layer. food color. Layer. Layer. So like you could do four, five colors. And it's like very fast, so you don't have to wait a long time. You have anything to say, little girl? No. No? Okay. Was it easy? Yes. Okay. You guys want to invite other people for next time? You think it'd be exciting? Yeah, Yeah. huh? Because we're just doing cook easy cooking, so huh? Okay. Now, what do you think? What would you guys like to learn to cook? Well, like we could like try to make like carrot papaya or like papaya. Okay. And because you like hot stuff. Yeah. Okay. How about you? What would you like to do? don't know. I heard you said what? Quesadilla cheese or something? I think it said breakfast quesadilla. You want to do that? Okay. Okay. What about you? Like Christy said, we could do papaya. Okay. Like cheesecake or something easy. Oh, okay. Sounds good. We can put that on all the list. Chị cho tôi tự nếu phải cùng cho bé chở này, bé mong muốn cho nó mua khi này thế nào nhọ. Because bé bây giờ easy cả, nên nó nên sẽ được qua lái xe chị. Giờ bé khi tôi nên qua lái ta là chị nên have to order nên nên gì nó lại. Can you cook for your parents? Since you're learning, yes? Yeah. Okay, nếu nó này chị bé, nên nó mua qua không muốn trả lời, bé không phải dùng gì, sẽ bé muốn trả lời cho là một qua nữa. Chị cũng xả cả là một, nên nó ra nên thả bên chị tên đó thế, bé thì liệu qua, lại hại bao thì nên nó lại cho luôn luôn là lúc lúc kia lại trả thế xả lại trả tên đó thế, bé thì liệu kia tàu qua nên nó không no tàu lời hồn xe tên đó thế, bé thì liệu qua.
ใช้ตัวเลยจ้าล้วนๆในที่เดชิมานี่ถึงที่มั่วหอบเพียริยาเราในสากับเป้หอมั่วหรือยาเราหมูเคลียคือกินริยาเต้นเดินที่เราชอบเช็ดได้หูน้ำห้องยาเสพทีวีไอ้เป้มาจู้เราเที่ยอ๋อในหอมมั่วจะมีหนวดในสาตัวกงเป้เต้นเดินที่เราชอบเช็ดได้เที่ยหูเป้ห้องยาเสพทีวีเที่ยเป้เนี่ยเราเจอในเชิดหูเสียนะโอเค so กูจะในหมูอ๋อเนี่ยเราชอบแค่มินจีนะใช้ไปจะตัวไหนตัวหลวงเคลียเปลี่ยนอะไรเจ๊ถอดเป้ตะการล้อในเจ๊กูมาเลยเจ้าหอมห้องเจ้าหลงนะเจ้าหลอดเคเราเนี่ยเที่ยเป้มั่วลายเที่ยรองริยาเที่ยเจียเราชาหุ่นเสียเที่ยเช่นเราหอบุญเหนียดเต้นเลยเท่านั้นเจียคะแนนชิ้นนะจ๊ะเป็นแบบชิ้นชิ้นโดดเกี่ยอีเปลี่ยนเอาละ